Em Linh Hương ô tô Hải Dương xin kính chào toàn thể quý khách nhé. Nếu như khách hàng mà thường xuyên thêm cũng như là theo dõi báo giá buổi trực tiếp livestream của em Lê Hương thì cũng biết rằng trưa ngày hôm nay thì em đã lên sóng và mới về thêm được cho mình một chiếc VinFast Fadin đời 2019 số tự động với một cái lớp sơn màu trắng này, option độ lên rất là nhiều. Các bác nhìn này, rất là đẹp, phải một từ thôi là siêu xuất sắc cho em. Một khi mà em Hương đã dùng từ xuất sắc thì xe nó phải là thật sự xuất sắc thì em mới dùng cái từ xuất sắc được, vì dòng xe cũ xe lướt phải thật là đẹp thì mới có thể dùng những cái từ mỹ miều như thế được, đúng không ạ? Em đang bán là 345 triệu đời 2019 số tự động full option cho em, cam hành trình, cam lùi, đề đổ thông minh và là số tự động đẹp cho em. Nhìn ngay cái mặt các bác nhìn này, mặt ga lăng đẹp luôn. Đường dập lổi thì khi em quay thì nó không nhìn rõ, nhưng bên ngoài có thể nhìn rõ được hai bên có những đường dập lổi rất là sắc nét này. Ốp mạ chrome ở hết cái phần mặt tản nhiệt này. Đèn là halogen siêu sáng, ốp hết rồi. Ốp hết lốc cho em từ cụm đèn hậu này, tay nắm cửa này, đèn pha này, đèn gầm ốp hết cho em, mạ chrome cao cấp cực kỳ đẹp, nhìn rất là sang luôn. Với lớp sơn màu trắng đẹp, đầy đủ option cho em. Một chút nữa thì em sẽ đi sâu hơn, còn bây giờ em sẽ quay cho mình khoang ngang ngoại thất trước này. Lớp sơn màu trắng đẹp, và điểm nổi bật để mình nhìn chiếc xe VinFast này nó đẹp là vì nó có một cái bộ la răng cực chất với cái tông màu, các bác nhìn cho em này. La răng hoa rất là đẹp luôn, phanh ABS chống bó cứng đầy đủ cho em. La răng thể thao với lớp sơn rất là đẹp nhá. Thiết kế cực kỳ thể thao luôn. Và đối với đời 2019 thì lốp tất nhiên là phải là lốp của nguyên đời nguyên zin của xe và chạy không quá là nhiều lên này. Khe rãnh lốp còn rất là to. Đời 2019 đẹp như mới luôn, gầm bệ sạch sẽ, không mục mọt gì xét gì. Và chiếc VinFast Fadin này là trang bị động cơ 1.2 số tự động, có rất là nhiều option đẹp. Có giá cả để đồ chân cao này, từ lẹp chân kính này, cũng như là vỉ chắn mưa đều có cho em rồi. Vỉ chắn mưa sẽ là ốp cái mạ chrome cao cấp như thế này, xin nhan trên gương. Mở phần táp ly ra, đối với chiếc xe này em sẽ không bàn về chất lượng. Vì một chiếc xe VinFast đời 2019 với mức sử dụng nó rất là ít, rất là ít, nên em không bàn về chất lượng, em chỉ quay cho các bác xem thôi. Vì nó là zin hết cả xe rồi, zin hết luôn cho em. Tư nhân đẹp nhé, số tự động đẹp luôn. Kệ bước chân lên xuống này, VinFast Fadin này. Ghế da đẹp cao cấp luôn cho em, ghế da zin, số máy zin, keo chỉ zin, nói chung em này là zin hết rồi. Túi khí an toàn đầy đủ cho em, từng cái móc khóa này. Bình thường nếu như một chiếc xe đẹp mà bác chủ cũ gìn giữ những cái đời như 2015, 2010 mà gìn giữ được xe cẩn thận thì đã là đẹp rồi. Nhưng đối với đời 2019 mức sử dụng nó không nhiều thì nó sẽ là zin đẹp căng luôn cho em nhé, đẹp từng cm luôn. Đây, các bác nhìn này, đẹp. 345 triệu, túi khí an toàn đây này. Trên vô lăng có túi khí này, ghế da thông hơi này. Ghế như thế này thiết kế rất là ôm mà cái lưng người ngồi không hề bị tròng trành cho em này. Màn hình giải trí có rồi, một chút nữa sang kia thì em sẽ quay. Gương kính thì tất nhiên rồi, liền đời theo xe. Táp ly đây cũng quay cho mình, táp ly đẹp căng luôn. Keo chỉ zin này. Móc chốt trẻ nhỏ thông minh này, móc khóa trẻ nhỏ này. Kệ để tay này, ốp cho em đẹp chưa? Táp ly đây, đẹp căng luôn cho em, từng con ốc nhỏ nhất đẹp căng cho mình. Bước vào hàng ghế thứ hai thì kiểu một cái cảm giác em ngồi nó rất là rộng rãi luôn. Và đối với hàng ghế thứ hai thì có cho em hàng phía sau có bốn cái cổng sạc này, bốn cổng sạc cho mình. Đó. Thiết kế để nước cho mình nữa này, có cổng sạc mà thiết kế để nước cho mình. Hàng ghế này mặc dù là form dáng của Fadin thì với cái lòng VinFast Fadin này nó không được to, không to nhưng mà nó nhỏ gọn cái kiểu rất là xinh, không hề bị ngắn nhá, ngồi vẫn còn rất thoải mái luôn. Đẹp sắc nét cho em luôn ạ. Đây, bộ la răng này, hai bánh trước là phanh ABS chống bó cứng, hai bánh sau là phanh tăng chống, lốp một dàn lốp còn mới kính cong, la răng thể thao đẹp. Đứng góc nghiêng cho khách hàng nhà mình xem cho em này. Tất cả những đường dập nổi này, đường dập lổi này, chiếc xe này nó không giống như những dòng khác mà nó có cái hình tia sét như thế này nhá. Này các bác nhìn này, nó có hình tia sét như thế này, không phải là đường một đường thẳng băng đâu mà nó có hình tia sét. Nhìn rất là khỏe khoắn luôn. Fadin Sport. Bô này, các bác nhìn bô lip thể thao đẹp cho em rồi, có cam lùi đầy đủ luôn. Mức tiêu hao nhiên liệu đây,
chỉ với 5,1 lít trên 100 km ngoài đô thị, 5,8 lít đường kết hợp này, và 7,1 lít trong đô thị luôn. Siêu tiết kiệm nhiên liệu cho em, form dáng thì sang, rất là sang luôn. Mở khoang cốp sau của chiếc VinFast này với cái bản hatchback của Farin này thì không hề nhỏ gọn đâu ạ. Nhìn vậy thôi nhưng khoang cốp cũng cực kỳ lý tưởng này. Dụng cụ tăng kích nốt còn đẹp cho em này. Mới đây, các bác nhìn, mới đẹp căng luôn. Phải gọi là đẹp căng luôn. Đây, lắp hết cả bô líp, lắp hết rồi, không thiếu một cái gì. Gầm bệ sạch đẹp luôn này. Những bác nào thích, yêu thích dòng xe VinFast Farin này, muốn mua cho vợ, mua cho bà xã, mua cho người yêu thì nhấc máy lên và gọi cho em Lê Hương có hotline 0354602790 để được em Lê Hương tư vấn nhé. Một chiếc duy nhất, đẹp căng từng cm luôn. Quay cho các bác này, lắp cốp này, keo chỉ zin này, từng cái lút cao su này còn nguyên đẹp cho em. Cam lùi đầy đủ, cam hành trình có, đèn báo rẽ trên cao này, đèn gầm có này, cụm đèn hậu phía sau thiết kế to bản, sắc led. Đường dập lỗi hình tia sét như thế kia cho em nhé. Nhìn rất là khỏe khoắn luôn. La răng thể thao đẹp phanh này. Phanh tăng trống phía hai bánh trước, à hai bánh sau. Phanh ABS hai bánh trước. Ốp hết mạ chrome từ cái tay lắm cửa này. Lẹp chân kính cũng như về. Ốp hết mạ chrome cho em rồi. Gương kính thì liền đời theo xe. Móc khóa còn nguyên bút chấm sơn QC của nhà sản xuất này. Ghế da zin đẹp căng. Có thảm sạch sẽ cho em rồi, phần trên có thảm rồi, cực kỳ sạch sẽ luôn. Không hề bị thoáng, không hề bị bí một chút nào. Từng con ốc nhỏ đẹp cho em. Không một con ốc nào bị vặn xoáy này. Em đã nói rồi, với chiếc xe Farin này, Farin này em không hề nói về chất lượng nữa, cam kết chất lượng đỉnh nhất cho mình luôn. Từng con ốc đẹp căng. Đây, các bác nhìn này, từ tay lắm cửa này, gương kính liền đời này, xin nhan trên gương này, la răng thể thao đẹp. Nếu như bác nào mà chưa mua được một chiếc xe mà để trượt chiếc xe này thì em nghĩ là rất là tiếc luôn. Đẹp từng con ốc luôn này. Sticker nhà sản xuất đây. Cánh cửa bên bác tài đây. Vì với cái thời gian sử dụng của nó quá là ít, dù là bên bác tài hay bên ghế phụ thì đều giữ được cho em một cái vẻ đẹp nhất định luôn này. Bước vào bên trong khoang điều khiển xe ghế bác tài thì gì? Vô lăng thiết kế 3 chấu. Có tổ hợp phím bấm trên vô lăng nghe gọi này. Tăng giảm âm lượng này, GPS này. Túi khí an toàn này, màn hình giải trí đầy đủ cho em. Đè lổ thông minh nhá. Chỉ cần nhấn nhẹ vào đây thôi là đè lổ thông minh này. Màn hình giải trí siêu to, các bác nhìn này, điều hòa em đang bật cái mức gió to lên là nó sẽ rất là mát. Em đang bật mức to nhất là số 4 này. Các bác này, sấy sưởi kính này, lấy gió trong ngoài ba vị trí này, điều hòa mát này, lấy gió này. Mát căng, điều hòa hai vùng rõ rệt cho em nóng lạnh này. Mùa hè thì ấm mát. À mùa hè thì mát lạnh này, còn mùa đông thì ấm này. Đây các bác nhìn này. Chạy chuẩn cho em 3 vạn. Mỗi năm đi chợ loanh quanh chỉ được có chưa được 1 vạn đâu ạ. Chưa được 1 vạn luôn. Chạy chuẩn cho em này. Và đang hiển thị là em Hương đang mở cửa nhá, cánh cửa mở này, đó. Đồng hồ chuẩn này, 3 vạn. Lẩy lên một chút thôi. Những cái tiểu tiết thế này thì có rồi này, gương này, cam hành trình này. Từng cái như cái móc khóa này, cái phanh tay này, cũng như cái cần số này đẹp căng cho em này. Có bẹ chống mỏi tay. Bên trong là một khoang cốp cũng khá là lý tưởng. À vẫn còn bùa. Bác chủ cũ là một người có một chút gì đấy về hệ tâm linh, nên là muốn cho một cái bùa để nó trấn an, cho nó an toàn đúng không ạ? Chuyện tâm linh đôi khi là không thể đùa được. Với chiếc xe VinFast này có hỗ trợ cho em là chống trơn trượt này. Cụm đèn này các bác nhìn này, này. Có hỗ trợ chống trơn trượt cho em nhé. Và bây giờ em sẽ mở cái khoang mà khách hàng mà mình hay gọi nó là trái tim của chiếc xe. Còn đây là em đang cho lổ máy khoang động cơ máy móc của chiếc VinFast Farin. Giống như là đang mở trái tim của mình ra vậy. Như các bác nhìn này, nhìn xem bên trong trái tim em có gì. Tiếng lổ thì giòn, nhẹ. Rất là nhẹ, rất là êm luôn. Nước làm mát, ủ giảm chấn, giảm sóc tai đèn này. Keo chỉ zin nắp cabo từng cái lốp đinh tán của nhà sản xuất này. Đây là một chiếc xe mộc nên là em chưa có dọn rửa gì nhiều, nên là nhìn nó hơi bụi một chút thôi. Phương châm của em Hương là tình trạng xe như thế nào thì em sẽ báo như thế, là khách hàng hoàn toàn yên tâm nhé.
cảnh báo cho em. Đó, khoang động cơ máy móc này. Vừa rồi thì em đã quay một video chi tiết nhất. Về mẫu xe VinFast Farin đời 2019 số tự động. Bản đẹp cho em nhé. Bản này, bản Sport này, xong lại còn full hết đồ chơi rồi. Cam hành trình, cam lùi, màn hình giải trí, đè lổ thông minh, hỗ trợ trơn trượt đầy đủ cho em xin nhan trên gương. Giá em Lê Hương đang chào bán cho chiếc VinFast này là 345 triệu. Em sẽ bao rút hồ sơ cho khách hàng nhà mình. Địa chỉ bày bán bên em là 51 Thanh Xá, Liên Hồng, thành phố Hải Dương. Rất mong sau video này khi em update lên phái fanpage Lê Hương ô tô Hải Dương của em thì sẽ nhận được nhiều, cũng như là nhiều cuộc gọi, nhiều lượt tương tác, cũng như là nhiều khách hàng yêu quý chiếc xe này mà muốn sở hữu thì gọi ngay cho em ạ. Còn video của em đến đây là hết rồi. Em xin chào và hẹn gặp lại tất cả khách hàng của em vào những video tiếp theo ạ.